Thân mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày mới an lành và hạnh phúc. Mình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Video ngày 12 tháng 11 năm 2024 mình xin cập nhật tới quý vị và các bạn những hình ảnh mới nhất cũng như những cái tiến độ thi công mới nhất trong ngày hôm nay. Tới ngày hôm nay thì bên trụ P20 đã hoàn thành căng kéo các dự ứng lực và chuẩn bị công tác hạ xe đúc. Còn trụ P19 thì các anh đã tiến hành đẩy xe đúc ra rồi và khối dầm K4 cũng dần lộ diện. Còn phần đường dẫn bờ Bình Đức cũng đã bắt đầu đi chuyển dàn giá lỏng môn sang nhịp dầm P9 và P10, chuẩn bị các nhịp dầm số 10. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hết video cùng mình để biết được công trường dự án cầu rạch Miễu 2 thay đổi từng ngày như thế nào ạ.